chương trình này chúng tôi thấy cũng cần phải nhân rộng. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, và trong đó là có câu lạc bộ Chùa Ba Vàng đã về coi như tặng những phần quà tuy là nhỏ nhưng rất là ý nghĩa đối với cả coi như là các hộ và đối với cả địa phương. Nói gì cả, cũng rất là xúc động. Là những cái trong những cái lúc mà khó khăn dịch bệnh như này mà mọi người cùng quan tâm đến nhau, cùng chung tay thì để cho sớm đẩy lùi cái dịch bệnh này. Vui lắm, rất là phấn khởi. Nói thật là vô cùng là cảm ơn. Rất là cảm kích, rất là cảm động mà chị xin gửi lời tri ân đến thầy Thích Trúc Thái Minh, và chị cũng xin tri ân cả đại tăng chùa Ba Vàng. Đoàn kết ta sẽ không sợ chi, khi quyết tâm cùng nhau chúng ta chẳng đứng.